như chấu. Này ông bớt cho một tí. Bớt tông cũng nên đầy. Ở đây vẫn tông thấy vui. Trăm bát như này thôi, trăm bát như này, một bát được 2 cân, một cuối rồi, quá, 2 bát. Lên bàn xong đấy. Mát luôn. Như này ra chứ. Như đấy con đây. Cái lỗ nào đây nhỉ? Lại nghe thì phượng mà có giá, người ta giá bao nhiêu, giá mấy nhiêu. Thì đúng thế mà. To đó. Ai nấy xỉ nhắn tin em nhá. Dư nhiều nhưng mà tay ngắn không vớt cho nó lên.